lên cái show cho một vị khách bằng nai anh Chiến làm chặt ra cái show này cho cái tâm rất là tốt, trong trẻo và cực mạnh hay các nạn nhân. Thì đây là một trong sản phẩm của Lan Mix Show của bên nhà anh Huy. Thì bây giờ đang bán như vậy là chỉ có 10.700.000. Thì bây giờ mình sẽ thử cái độ chấp anh trong trẻo như thế nào và mạnh như thế nào cho quý vị cùng tham khảo qua nhé. Là một nhìn dọc gió đâu rồi bao kỷ niệm thì giữa hai chúng mình cùng đùa vui ngoài hiên, chơi trò chơi trốn tìm em hồn nhìn tóc mềm. Ta còn thuyền dây trôi lênh đênh mỗi sông, còn đâu ngày ấy em thơ ngây má hồng cách trở nhìn chung. Nếu mà các bạn thì hãy liên hệ qua số điện thoại Thăng Lan để tư vấn thêm nhé.